Lịch thi đấu và trực tiếp V-League 2023 hôm nay ngày 1 tháng 6, cờ đến tay câu lạc bộ Thanh Hóa. Hôm nay ngày 1 tháng 6, diễn ra hai cặp đấu cuối hứa hẹn hấp dẫn của vòng 10 V-League 2023 giữa câu lạc bộ Bình Dương với câu lạc bộ Thanh Hóa, câu lạc bộ Viettel với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Lúc 17 giờ trên sân Bình Dương diễn ra trận đấu vòng 10 V-League 2023 giữa đội Bình Dương, 5 điểm, hạng 13, gặp câu lạc bộ Thanh Hóa, 21 điểm, hạng 1. Trận đấu này được trực tiếp trên FPT Play. Với việc hai đối thủ cạnh tranh là Công an Hà Nội và Hà Nội Fan Club sẩy chân, không có được 3 điểm như mong muốn, câu lạc bộ Thanh Hóa có cơ hội bứt phá ở vị trí dẫn đầu, cắt đuôi hai đối thủ này. Nếu thắng câu lạc bộ Bình Dương, câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ tạo cách biệt lên 6 điểm so với đội xếp nhì là Công an Hà Nội và 8 điểm so với đội xếp hạng 3 là Hà Nội Fan Club. Trước thời cơ vàng đó, thầy trò huấn luyện viên Popov Velija Emilov đầy quyết tâm và phấn chấn tinh thần ở chuyến làm khách trên sân Bình Dương. Sức mạnh tập thể đã làm nên chuỗi thành tích đầy ấn tượng của câu lạc bộ Thanh Hóa. Nếu tiếp tục phát huy điều này trong trận đấu hôm nay, họ dễ đạt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, câu lạc bộ Bình Dương cũng cho thấy sự khởi sắc ở trận hòa 1-1 trước Hà Nội Fan Club ở vòng đấu trước. Trong đó, tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh đã thông nồng, có bàn thắng đầu tiên sau 9 vòng đấu. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức dần tạo được dấu ấn trong cách xây dựng lối chơi lẫn dùng người. Vì thế, người hâm mộ đội bóng đất thủ kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sẽ chặn đứng được chuỗi trận thăng hoa của câu lạc bộ Thanh Hóa để thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Lúc 19:15 trên sân Hàng để diễn ra cuộc chạm trán giữa câu lạc bộ Viettel 11 điểm, hạng 10 với Sông Lam Nghệ An 9 điểm, hạng 11. Trận đấu này được trực tiếp trên VTV5, FPT Play. Cả đội Viettel lẫn Sông Lam Nghệ An đang không có phong độ tốt nên thi đấu trồi sụt trong những trận vừa qua và cần có những điều chỉnh để tìm kiếm kết quả tốt. Cải thiện điểm số lẫn vị trí trên bảng xếp hạng V-League 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.